Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cách làm bánh cuốn cắp tóc rất là ngon, đơn giản tại nhà, không cần pha bột. Và hôm nay mình sẽ làm từ bánh tráng Việt Nam nha. Đầu tiên, những nguyên liệu của mình sẽ có như thế này. Củ hành tím mình sử dụng là 50g. Nấm mèo đã ngâm nở, mình sử dụng 150g. Mình ngâm nở rồi mình mới cân là 150g nha các bạn. Thịt xay mình sử dụng là 250g. Nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng rưỡi cà phê đường và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bánh tráng thì mình sử dụng là bánh tráng vuông này nha các bạn. Thì ở nhà mình có bánh tráng nào thì các bạn cứ việc sử dụng cái loại đó, không nhất thiết là cái hiệu giống của mình đâu nha. Rồi bây giờ mình bắt tay vào làm nha. Củ hành tím mình sẽ đem đi băm nhuyễn nha các bạn. Hôm nay thì mình mua được những củ hành tím rất là bự luôn, tại vì mình không tìm được củ nhỏ đó các bạn, cho nên là mình sử dụng củ bự này luôn. Mình băm nhuyễn thì cũng sơ sơ thôi các bạn, cũng không cần nhuyễn nhừ đâu. Tiếp theo thì cái phần nấm mèo này, khi mà mình ngâm nở rồi đó, sau đó mình đem đi rửa thật là sạch rồi mình băm nhuyễn nó ra luôn. Rồi như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo nha, và mình cho vô đây tầm 3 muỗng canh dầu ăn. Khi mà dầu ăn nóng rồi mình sẽ cho cái phần củ hành tím vô, phi thơm lên nha các bạn. Mình đảo đều như thế này với lửa trung bình, không cần lớn nha. Rồi khi mà nó được vàng như thế này đó các bạn, mình sẽ cho phần thịt vô. Sau đó mình sẽ đảo cái phần thịt này đến khi nào mà nó săn lên nha. Thịt thì mình nên sử dụng là nửa nạc nửa mỡ thì món ăn của mình nó sẽ được ngon và không bị khô cứng. Khi mà mình đảo đến thịt nó săn như thế này, mình sẽ cho nấm mèo vô. Rồi sau đó mình đảo đều lên và bây giờ mình sẽ cho những cái gia vị vô nha các bạn. Đường, bột ngọt, muối, tiêu, mình cho tất cả vô. Tùy theo khẩu vị của mỗi nhà, các bạn có thể nêm nếm lại nha. Sau đó mình sẽ mở lửa trung bình, không cần lớn, và mình xào tầm 6 phút nha các bạn, để cho thịt của mình nó được chín và nó săn lên. Rất là thơm luôn. Rồi khi mà mình xào được 6 phút, các bạn sẽ thấy thịt của mình nó hơi vàng nhẹ và nó săn lên như thế này là được rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị làm nha. Ở đây mình chuẩn bị cái mâm nhỏ nè, rồi mình quết lên một ít dầu ăn nha các bạn, để khi mình làm nó sẽ không có bị dính. Bánh tráng của mình thì nó sẽ hơi mỏng một chút, cho nên là mình sử dụng 3 miếng. Còn bánh tráng các bạn sử dụng dày á thì mình sử dụng 2 miếng nha. Mình có chuẩn bị sẵn một cái thau nước đó, các bạn trụng sơ qua. Nước lạnh nha các bạn, không phải nước sôi nha. Đó, mình chỉ việc mình trụng sơ qua rồi cái mình lấy ra liền và mình trải ra. Sau đó mình sẽ cho phần nhân vô. Tùy theo là các bạn thích ăn nhân nhiều hay là nhân ít thì mình có thể gia giảm ha. Ở đây thì mình sẽ để cái phần nhân nó hơi nhiều một tí nha. Rồi sau đó mình chỉ việc mình cuộn lại. Đó, các bạn thấy là mình cuộn như thế này nè. Rất là dễ luôn ha. Còn nếu mà các bạn muốn cho cái phần vỏ nó hơi dày chút nữa thì các bạn có thể thêm một miếng bánh tráng lên nha. Mình quết lên đây một ít dầu ăn để khi mà mình để vào á, nó sẽ không có bị dính vào nhau nha các bạn. Như vậy là xong rồi đó. Cứ như vậy các bạn làm cho hết phần còn lại nha. Sau khi mà mình đã làm xong thì ở đây mình làm được là 10 cuốn nha các bạn. Cái cuốn của mình nó nhiều thịt đó, cho nên là mình sẽ làm hơi ít một chút. Các bạn làm giảm lại thì nó sẽ được nhiều hơn.
Ở đây mình chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi và mình cho những cái phần bánh cuốn vô nha. Khi mà hấp bánh cuốn này, các bạn lưu ý là mình chỉ hấp 2 phút. Tại vì cái nồi nước sôi này nó đã sôi sẵn rồi. Với lại bánh tráng của mình nó cũng không có dày quá đâu các bạn, cho nên mình hấp thời gian rất là nhanh nha. Còn nếu mà hấp quá lửa là nó bị mềm ruột luôn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp trong vòng 2 phút. Sau 2 phút thì mình sẽ mở nắp ra và các bạn thấy là cái phần bánh tráng của mình nó hơi trong một tí ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Wow, các bạn coi nè, dẻo dai rất là ngon. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đi làm cái phần nước mắm để ăn. Mình sử dụng 3 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh đường, 100ml nước lọc. Rồi ở đây thì mình cũng có chuẩn bị sẵn cái chén luôn, mình cho những cái gia vị này vô. Rồi mình cho nước lọc vô luôn, sau đó mình sẽ quậy lên. Các bạn nào ăn ớt thì mình cho thêm ha, còn không ăn thì mình khỏi để cũng được. Quậy cho cái phần đường này nó tan ra hết là được nha các bạn. Một cái màu nước mắm rất là đẹp luôn. Rồi nó tan ra hết đường như vậy là được rồi đó các bạn. Ở đây mình sẽ ăn kèm với lại một ít giá mình đã trụng cho chín nè, dưa leo và rau sống nha các bạn, rau quế nè, rau thơm, rồi rau rắp cá. Nước mắm này thì tùy theo là cái độ mặn nhạt các bạn có thể gia giảm nha. Ở đây mình sử dụng là nước mắm Hưng Thịnh 25 độ đạm. Mình sẽ cắt nó ra làm hai nha các bạn. Ở đây mình thích ăn cái phần nhân nó hơi nhiều á, cho nên mình cho nó nhiều á. Còn các bạn nào mà không thích hoặc là mình muốn ít lại thì các bạn giảm lại nha. Rồi mình sẽ cho giá vô và dưa leo. Thêm một ít rau sống nữa các bạn. Ăn bánh cuốn thì mình không thể thiếu đó chính là hành phi, thì nó sẽ tạo nên cái món ăn của mình rất là thơm ngon nữa. Bây giờ mình sẽ chan cái phần nước mắm lên ha. Các bạn có thể chấm trực tiếp hoặc là chan vô cũng được, tùy theo ý thích của mọi người nha. Rồi như vậy là đã xong cái món bánh cuốn từ bánh tráng Việt Nam của mình rồi đó các bạn. Các bạn coi là bánh tráng nó rất là dai luôn. Mời các bạn cùng ăn với mình một miếng bánh cuốn nha. Chỉ với một cái làm đơn giản thôi là mình đã có một cái món ngon cho cả gia đình mình rồi. Làm từ bánh tráng, nhanh, gọn, lẹ và cấp tốc, vô cùng ngon luôn. Video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.